chào quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa ống kính. Chúc quý vị có một tuần làm việc thật hiệu quả và luôn an toàn, bình yên. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khắp cả nước và tại Bà Rịa Vũng Tàu có gì đáng chú ý? Mời quý vị theo dõi qua ghi nhận của ống kính an ninh ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin giải cứu thành công bé Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh đã khiến dư luận vỡ òa hạnh phúc. Việc nhanh chóng giải cứu an toàn cháu bé và bắt giữ đối tượng bắt cóc càng bồi đắp niềm tin của quần chúng nhân dân vào lực lượng công an nhân dân. Ở đâu có mà công an, ở đó có sự bình yên, an toàn. Với thành tích xuất sắc trong giải cứu cháu bé bị bắt cóc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. Tại lễ trao thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc Nguyễn Cao Gia Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương thành tích của lực lượng công an tỉnh và nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Lãnh đạo công an cũng khuyến cáo người dân chú ý hơn trong việc trông nom trẻ ở nơi đông người, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần tố giác tội phạm. Chuyển sang một ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa. Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt quả tang 85 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà chọi. Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ ập vào một trường gà tại địa phương. Tại hiện trường, công an thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ô tô và trên 130 triệu đồng của 85 đối tượng cùng một số tang vật có liên quan. Lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng cầm đầu là Phùng Văn Dũng, trú ở phường Ngọc Trạo, và Bùi Văn Bình, trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Các đối tượng khác bị bắt cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Kha Sơn, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, lấn làn vượt ẩu khi tham gia giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Rõ ràng trong thực tế, việc chấp hành các quy định làn đường, phần đường của người tham gia giao thông chưa nghiêm nên tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Vụ tai nạn giao thông sau đây là một minh chứng. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 6 đoạn gần cả ba Kỳ Sơn, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, được camera hành trình của một xe đi phía sau ghi lại. Người phụ nữ điều khiển xe máy đã lấn làn vượt ẩu, xảy ra va chạm với một xe máy đi ngược chiều tại khúc cua gần cả ba Kỳ Sơn, thị trấn Kỳ Sơn. Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã nhào xuống đường, đúng thời điểm một chiếc xe ben đi qua cán trúng. Nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đây là lời cảnh tỉnh cho những người đi xe máy phải chú ý quan sát làn đường tại các khúc cua để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, tỉnh Bình Định hiện chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khu vực biên giới biển ở địa phương này lại có lưu lượng tàu thuyền và người qua lại rất nhiều, rất phức tạp. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo đẩy lùi dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã có nhiều giải pháp vừa thực hiện kiểm soát sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch có hiệu quả. Tất cả xe ra vào cổng đều được phun xịt khử trùng. Tất cả cá nhân đến làm việc tại cảng đều phải lập tờ khai y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Cảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khử trùng các tàu đến cảng nhận trả hàng hóa, không giải quyết cho thuyền viên lên bờ. Trường hợp đặc biệt khi lên bờ phải chịu sự giám sát y tế của cơ quan chức năng. Đối với các cái tàu mà có tàu đến cảng mà có yếu tố dịch thì chúng tôi thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, của Cục Hàng hải Việt Nam, của Cảng vụ Hải Quy Nhơn. Thứ nhất là không cho phép là thủy thủ, thuyền viên lên bờ mà thực hiện cái việc là nếu mà tiến hành mà làm các thủ tục thì chúng tôi có một cái khu cách ly riêng. Còn tại cảng cá Quy Nhơn, hiện có nhiều tàu neo đậu để tiếp nguyên vật liệu cho chuyến biển mới. Ban quản lý cảng cá đã thường xuyên dùng loa và cử lực lượng đến các tàu cá để tuyên truyền cho cư dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mọi cư dân đến khu vực cảng cá đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế. Ban quản lý cảng cá là triển khai các biện pháp phòng ngừa. Việc đầu tiên là tuyên truyền cho người dân là phải đeo khẩu trang và rửa tay và sát khuẩn theo đúng quy định. Ngoài ra thì đơn vị cũng tuyên truyền thêm cho bà con hoặc là các cái chủ thương mua bán hoạt động trong cảng
là bằng hình thức là cài cái khẩu trang điện tử như Bluezone để thực hiện việc mà kiểm soát được cái nguồn bệnh và cái nguồn tiếp xúc của F0, F1. Mặc dù chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bình Định đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao đang nhiễm dịch COVID-19 như cảng hàng, cảng cá, biên giới biển. Đến đây, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brta@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.